Cô xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuỗi bài học tiếp theo của cuốn sách Toán 1, bộ sách Cánh Diều. Các bạn thân mến, sau những bài học về phép tính cộng trong phạm vi 10, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài học tiếp theo. Đó là bài 23, khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Ở bài học này, cô Hường sẽ hướng dẫn cho các bạn biết thế nào là khối hộp chữ nhật, thế nào là khối lập phương và phân biệt các khối hộp này với nhau. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng kiến thức vừa học được để làm một số bài tập vận dụng và xác định được một số đồ vật hàng ngày mà chúng ta sử dụng có dạng khối hình gì các bạn nhé. Các bạn đã sẵn sàng cùng cô đến với bài học ngày hôm nay chưa? Hãy chuẩn bị đầy đủ sách vở này, bộ đồ dùng học tập, bút chì, tẩy để cùng cô bắt đầu thôi nào. Chúng ta đang đến với bài 23, khối hộp chữ nhật, khối lập phương, trang 52 và trang 53. Cô mời các bạn dở sách giáo khoa ra nào. Đầu tiên, hãy cùng cô quan sát một bức tranh được xuất hiện trên màn hình các bạn nhé. Nhìn vào bức tranh này, các bạn thấy gì? Có hai bạn nhỏ đang đố nhau về hình dạng của các đồ vật của các bạn ấy đúng không nào? Chúng ta thấy ở trên bàn có rất nhiều đồ vật. Đấy là khối hộp Rubik này. Những khối gỗ có chữ cái A, B, C. Là một hộp sữa này. Một hộp phấn màu. Một hộp bút chì. Và đồ vật cuối cùng đó là một cái loa các bạn ạ. Chúng ta cùng xác định xem những đồ vật này có dạng khối hình gì nhé. Đầu tiên, bạn Nam đang cầm một khối Rubik. Và khối Rubik có dạng khối lập phương các bạn ạ. Đây là dạng khối lập phương. Tiếp theo, chúng ta có các khối gỗ có ghi chữ cái A, B, C. Đây là đồ vật có dạng khối lập phương các bạn nhé. Khối lập phương. Tiếp theo, chúng ta có một hộp phấn màu. Hộp phấn màu này có dạng khối hộp chữ nhật. Hộp phấn màu có dạng khối hộp chữ nhật. Và bên dưới hộp phấn màu đó là một hộp sữa. Hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật các bạn ạ. Hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật. Và phía bên cạnh, bạn nữ đang cầm một hộp bút chì. Hộp bút chì này có dạng khối hộp chữ nhật các bạn nhé. Hộp bút chì có dạng khối hộp chữ nhật. Cái loa phía bên dưới có dạng khối lập phương. Cái loa có dạng khối lập phương. Chúng ta cùng nhắc lại và sau đó sẽ phân chia một số đồ vật này vào hai nhóm, đó là nhóm có dạng khối hộp chữ nhật và nhóm có dạng khối lập phương. Chúng ta có Rubik có dạng khối lập phương đúng không nào? Các khối gỗ A, B, C có dạng khối lập phương. Hộp phấn màu có dạng khối hộp chữ nhật. Hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật đúng không nào? Hộp bút chì có dạng khối hộp chữ nhật. Và cuối cùng, cái loa có dạng khối lập phương. Chúng ta cùng phân chia các đồ vật này vào hai nhóm. Nhóm có dạng khối hình chữ nhật và nhóm có dạng khối lập phương cùng cô nào. Đầu tiên, khối hộp chữ nhật. Ở nhóm này chúng ta có đây là hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật chúng ta cho vào nhóm này đúng không nào? Và phía bên cạnh đây là hộp bút chì màu cũng có dạng khối hộp chữ nhật. Tiếp theo, với nhóm khối lập phương thì chúng ta có những đồ vật gì nào? Đó là một khối Rubik này có dạng khối lập phương và một cái loa cũng có dạng khối lập phương. Vì vậy, hai đồ vật này chúng mình sẽ xếp vào nhóm khối lập phương đúng không nào? Các bạn chú ý lên màn hình, cô có phía bên tay trái là một khối hộp chữ nhật và phía bên tay phải là một khối lập phương. Đây là khối hộp chữ nhật, còn bên này là khối lập phương. Như vậy, cô Hường và các bạn
vừa cùng nhau sắp xếp và phân biệt hình dạng của một số đồ vật có hình khối hộp chữ nhật và khối lập phương rồi đúng không nào? Bây giờ hãy cùng cô đến với một số bài tập để vận dụng những kiến thức mà mình vừa học nhé. Chúng ta đến với bài tập số 1. Hãy nghe cô đọc yêu cầu của bài tập này nào. Bài 1. Xem các hình sau rồi kể tên đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Chúng ta có 5 đồ vật ở bên dưới, đó là tủ lạnh này, một hộp giấy, một hộp quà, một khối xúc xắc và một bể cá. Chúng ta hãy sắp xếp xem đồ vật nào có dạng khối hộp chữ nhật và đồ vật nào có dạng khối lập phương các bạn nhé. Các bạn hãy làm bài tập này và sau đó hãy cùng cô so sánh kết quả nào. Chúng mình đã thực hiện xong bài tập này chưa? Nếu các bạn chưa thực hiện xong, có thể nhấn tạm dừng video lại. Và khi đã làm xong rồi, thì hãy tiếp tục cùng cô kiểm tra kết quả nhé. Đầu tiên, chúng ta có một cái tủ lạnh. Tủ lạnh sẽ có dạng khối hình gì các bạn nhỉ? À, tủ lạnh có dạng khối hộp chữ nhật đúng không nào? Những hình có dạng khối hộp chữ nhật, cô sẽ khoanh bút màu đỏ các bạn nhé. Đây là một đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật. Tiếp theo, đồ vật tiếp theo mà có dạng khối hộp chữ nhật trong các đồ vật này là gì các bạn nhỉ? À, chính xác rồi. Đó chính là một hộp quà có dạng khối hộp chữ nhật. Và một đồ vật cuối cùng trong số 5 đồ vật trên có dạng khối hộp chữ nhật, các bạn đã xác định đó là đồ vật nào chưa? Chính là bể cá ở cuối cùng đấy các bạn ạ. Như vậy, chúng ta có 3 đồ vật, tủ lạnh này, hộp quà này và bể cá có dạng khối hộp chữ nhật. Còn lại, hộp giấy và xúc xắc chúng ta có dạng khối lập phương. Đây là các đồ vật có dạng khối lập phương các bạn nhé. Các bạn hãy hoàn thành bài tập này và vở bài tập của mình đi. Bây giờ, hãy cùng cô đến với bài tập số 2 nào. Bài tập 2A. Mỗi hình sau có bao nhiêu khối hộp chữ nhật và có bao nhiêu khối lập phương? Chúng ta có 4 hình vẽ và nhiệm vụ của các bạn bây giờ là hãy xác định xem trong mỗi hình có bao nhiêu khối hộp chữ nhật và bao nhiêu khối lập phương các bạn ạ. Các bạn hãy nhấn dừng video lại để thực hiện xong bài tập này, sau đó hãy cùng cô kiểm tra kết quả nhé. Bây giờ, hãy cùng cô đến với hình đầu tiên nào. Hình số 1. Chúng ta có đây là một cái bàn đúng không nào? Và hãy cùng cô Hường đếm xem trong hình cái bàn này có bao nhiêu khối hộp chữ nhật, bao nhiêu khối lập phương các bạn nhé. Cùng đếm với cô nào. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 5 khối hộp chữ nhật đúng không nào? Và trong hình cái bàn này có khối lập phương nào không các bạn nhỉ? Không có đâu đúng không nào? Chúng ta có 5 khối hộp chữ nhật và không có khối lập phương nào cả. Đấy là hình thứ nhất. Bây giờ hãy cùng cô đến với hình số 2 nào. Hình số 2, chúng ta có bao nhiêu hình... Chúng ta có bao nhiêu khối hộp chữ nhật đây các bạn? Hãy cùng đếm với cô nào. Khối hộp chữ nhật chúng ta có 1, 2, chỉ có 2 khối hộp chữ nhật mà thôi. Và bây giờ hãy cùng đi xác định xem có bao nhiêu khối lập phương ở trong hình số 2 này nhé. Chúng ta hãy đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng mình có 5 khối lập phương và 2 khối hộp chữ nhật, đúng không nào? Các bạn giỏi lắm! Hãy cùng cô đến với hình số 3 nào.
Chúng mình có hình của một chú ngựa. Và bây giờ hãy cùng cô Hương đếm xem trong hình này có bao nhiêu khối hộp chữ nhật trước nhé. Chúng ta hãy cùng đếm nào. 1, 2, 3, 4. Chúng ta có 4 khối hộp chữ nhật đúng không nào? Tiếp tục, hãy cùng cô đếm xem có bao nhiêu khối lập phương đây. Đầu tiên là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, chính xác rồi. Chúng ta có 10 khối lập phương và 4 khối hộp chữ nhật ở trong hình số 3 các bạn ạ. Hình cuối cùng, hình số 4. Chúng mình có 1 khối hộp chữ nhật này. Hãy cùng cô đếm khối hộp chữ nhật trước nhé. 1, 2, 3, 4, 5. 5 khối hộp chữ nhật các bạn ạ. Và có 1, 2, chỉ có 2 khối lập phương mà thôi. Ở hình số 4 chúng ta có 5 khối hộp chữ nhật và 2 khối lập phương. Bây giờ hãy cùng cô nhắc lại kết quả ở mỗi hình xem có bao nhiêu khối hộp chữ nhật và bao nhiêu khối lập phương các bạn nhé. Ở hình số 1 chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5. 5 khối hộp chữ nhật đúng không nào? Và không có khối lập phương nào cả. Ở hình số 2 chúng ta sẽ đếm khối hộp chữ nhật trước. Chúng mình có 1, 2, 2 khối hộp chữ nhật và 1, 2, 3, 4, 5. 5 khối lập phương đúng không nào? Hình số 2 có 2 khối hộp chữ nhật và 5 khối lập phương các bạn ạ. Tiếp tục, hãy cùng cô Hương đến với hình số 3. Chúng ta sẽ đếm kiểm tra lại xem ở hình số 3 này có bao nhiêu khối hộp chữ nhật trước các bạn nhé. Đó là 1, 2, 3, 4. Chúng mình có 4 khối hộp chữ nhật đúng không nào? Và hãy cùng cô đếm lại xem có bao nhiêu khối lập phương nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta có 10 khối lập phương và 4 khối hộp chữ nhật ở hình số 3. Cuối cùng, hình số 4 chúng mình có bao nhiêu khối hộp chữ nhật đây? Chúng ta cùng đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng mình có 5 khối hộp chữ nhật và có 1, 2, 2 khối lập phương ở hình số 4 đúng không nào? Cô chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong bài tập số 2 này rồi đấy. Thêm một bài tập vận dụng nữa, các bạn hãy lấy bộ đồ dùng học tập hoặc đồ chơi của mình ra để sắp xếp, khép hình, tạo thành những hình mà mình muốn. Sau đó, hãy đếm xem trong số những hình tạo được có bao nhiêu đồ vật có dạng khối lập phương và có bao nhiêu đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật các bạn nhé. Sau đó, hãy kiểm tra kết quả với bố mẹ hoặc các anh chị của mình. Bây giờ, hãy cùng cô đến với bài tập số 3 nào. Bài tập 3, kể tên các đồ vật trong thực tế có dạng khối hộp chữ nhật hoặc có dạng khối lập phương. Chúng ta quan sát thấy có một bạn voi nhỏ đang nói rằng hộp sữa có dạng khối hộp chữ nhật các bạn ạ. Đây là gợi ý của bạn voi đấy. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là hãy tìm xem trong gia đình mình có những đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật và những đồ vật có dạng khối lập phương các bạn nhé. Hãy kiểm tra kết quả cùng với cô nào. Cô có một hộp bánh có dạng khối hộp chữ nhật. Tiếp theo, đây là cục tẩy có dạng khối hộp chữ nhật đúng không nào? Viên gạch có dạng khối hộp chữ nhật. Và cuốn sách cũng có dạng khối hộp chữ nhật đúng không nào? Tủ quần áo của gia đình mình có dạng gì? Có phải là khối hộp chữ nhật như tủ quần áo đang xuất hiện trên màn hình không? Như vậy, cô vừa kể ra một số đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật, đó là hộp bánh này, cục tẩy này, viên gạch này, cuốn sách và tủ quần áo.
Còn những đồ vật có dạng khối lập phương là những đồ vật nào? Hãy cùng cô kiểm tra xem nào. Chúng ta có, đây là một khối Rubik có dạng khối lập phương. Và đây là những con xúc xắc cũng có dạng khối lập phương đúng không nào? Tiếp theo, đây là những khối gỗ trong hộp đồ chơi có dạng khối lập phương. Và một hộp quà có dạng khối lập phương các bạn ạ. Như vậy rất nhanh chóng, cô Hường và các bạn đã cùng nhau thực hành xong một số bài tập của bài 23 khối hộp chữ nhật và khối lập phương. Cô chúc các bạn có những kết quả thật tốt ở trên trường học các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của cô. Xin chào và hẹn gặp lại.